Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Junior Supercar Vlog. Trong vlog ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm hai chiếc Ford Expedition. Đây là hai chiếc SUV đời cũ, tuy nhiên chắc chắn là rất nhiều anh em muốn sở hữu một cặp đôi này. Bởi vì hai chiếc này khá là nổi tiếng tại Việt Nam, bởi vì em nó thường xuất hiện trong những đoàn xe dẫn đoàn, những chiếc xe đi đầu và những chiếc xe chốt đoàn đó các bạn. Tuy nhiên hai chiếc này thì bây giờ đã được đăng ký lại biển số trắng các bạn nhé. Có lẽ là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã thanh lý ra ngoài thị trường rồi anh em ạ. Đây là hai chiếc SUV có kích thước cỡ lớn. Biển số 30G thì mình nghĩ là cũng thanh lý được khá lâu rồi. Đấy các bạn nhìn thấy chiến không? 30G22286. Đó, nếu như anh em nào mà hay theo dõi những clip mà có xe dẫn đoàn các vị chính khách sang Việt Nam ấy, thì các bạn sẽ thấy là những chiếc này biển số 80B4 số xuất hiện tại đầu và đuôi các đoàn anh em nhá. Đó các bạn nhìn thấy chiến không? Bây giờ em nó vẫn nhìn rất đẹp và nhiều người vẫn muốn sưu tầm và mua lại những chiếc Ford Expedition này. Chiếc này thì mình nghĩ là được chủ nhân dọn lại khá đẹp rồi, thế nên bây giờ em nó trông cũng rất là bảnh. Lưới tản nhiệt với các chi tiết kim loại mạ chrome này, đèn pha bóng bi và bóng halogen. Họ nhìn vẫn rất bệ vệ, những chiếc SUV cỡ lớn. Đời mới của Ford Expedition thì cũng đã có một chiếc được đưa về Việt Nam. Nhưng nó ở trong Sài Gòn mình cũng chưa có cơ hội được gặp, nên đây là cũng đời khá sâu rồi anh em nhé. Ngày trước thì đăng ký biển 80B4 số. Đây là bộ mâm của em nó này. Đó, mâm 20 inch và lốp là 275/55. Lốp của thương hiệu gì đấy nhỉ? Mình vẫn chưa nhìn được ra. À, Kumho các bạn nhá, lốp của Kumho. Mâm cũng có lớp phủ bên ngoài mạ chrome. Đây là chiều ngang này. Những chiếc này thì đời này kích thước nó cũng to tương đương với những chiếc Cadillac Escalade đó các bạn. Kích thước này thì thoải mái cho 7 người ngồi ở bên trong anh em nhá. Và nó cũng sẽ có ba ô kính này. Đó các bạn nhìn này, ba ô kính này. Đây các bạn nhìn nó dài không? Cái phần đuôi nó được làm nhô ra khá là nhiều. Đây chính là cái phần đuôi của em nó này. Ui, ống xả được làm rất to luôn, cái bầu ống xả được làm rất to. Đây chính là cái tổng thể phần đuôi thiết kế vuông vức của đời này. Đời mới thì kích thước của em nó cũng tầm 5,6 đến 5,7 m, nếu là phiên bản trục cơ sở kéo dài nhất thôi anh em. Còn đây là phần đuôi của chiếc Expedition mà chúng ta có thể quan sát, cũng đã dùng động cơ EcoBoost rồi anh em nhá. Cũng đèn hậu thì nó sau một thời gian sử dụng nó đã không còn đẹp nữa rồi. Đây là phiên bản Limited anh em ạ, Limited. Cũng có vị trí gắn trailer ở phía sau này. Xa xa kia các bạn sẽ thấy có một chiếc Cadillac, xin lỗi các bạn, Lincoln Navigator. Đây chính là phần đuôi của chiếc Ford Expedition phiên bản Limited. Có thanh dây trên mái này. Chiếc thứ hai đỗ ngay sau. Em này thì được đăng ký trước biển số 30F08923. Thậm chí chiếc này thì chủ nhân cũng lắp thêm một cái dải đèn LED ngay phía dưới cái logo của Ford kìa. Đó, cái cụm đèn pha vẫn còn rất đẹp các bạn nhá. Đây này, cụm đèn pha này được vệ sinh lại rất ấn tượng luôn anh em. Phía trước cũng có vị trí gắn, hai bên đều có gắn tời luôn anh em ạ. Mâm cũng là mâm 20 inch giống như chiếc ở phía trước. Đó các bạn thì quan sát này, hai chiếc Ford Expedition phiên bản Limited đỗ ngay trên phố Tràng Tiền. Mình quay nhanh cho các bạn chiêm ngưỡng cặp đôi. Cũng được gọi là SUV khủng long Mỹ các bạn ạ. Đó, cặp đôi khủng long Mỹ các bạn nhé. Bên ngoài có Kia K5 này. Đẹp không anh em? Mình quay nhanh cho các bạn chiêm ngưỡng thôi. Hôm nay thì bắt gặp hai em, thậm chí là hai em luôn. Bình thường thì mình hay gặp một chiếc thôi, chứ hôm nay thì mình gặp đến hai chiếc Ford Expedition xuất hiện cùng một vị trí trên phố luôn. Có lẽ là hai bác chủ rủ nhau lên đây họp chơi. Đây các bạn thể quan sát cái góc này, này. Hai chiếc màu đen. Kích thước siêu to. Cái size này thì mình nghĩ nó tầm 5m3 đến 5m4. Nhưng mà nó là đời sâu rồi, đời mới nó sẽ dài hơn khá nhiều. Audi Q7 đến từ Hải Phòng này. Đó, các bạn nhìn thấy đẹp không? Nhiều anh em vẫn rất mê những chiếc SUV đời kiểu như này các bạn nhé. Đặc biệt là những chiếc xe mà hay phục vụ trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ở Việt Nam. Đây các bạn nhìn này, quá đẹp luôn. Thôi xin chào anh em đây nhá.